Xin chào mọi người nhé. Mùa dịch này một ngày mọi người làm những gì? Hôm nay mình sẽ ghi lại cái buổi sáng của mình nhé. Thường buổi sáng dậy là sáng là vợ dậy trước là lấy cháo cháo cho em bé ăn này, xong rồi em bé ăn xong rồi vợ đi làm thì em bé bắt đầu được chuyển giao công nghệ sang cho bố. Thì em bé thì cứ quy luật ngày nào cũng như ngày nào, đến khoảng tầm 8 rưỡi 9 giờ là bắt đầu mình sẽ pha sữa cho em bé ăn một cữ sữa tùy hôm, có nghĩa là khoảng 100 ml đấy, cho em bé ăn một cữ sữa khoảng 100 ml. Xong rồi tầm 9 giờ là em bé bắt đầu dụi mắt và chuẩn bị đi ngủ đấy. Em bé dụi mắt và đi ngủ thì quy luật là em bé sẽ ngủ một mạch cho đến khoảng 11 giờ hơn là em bé dậy thì ok. Còn nếu mà em bé mà thức sớm hơn trong trong cái khoảng đấy, ví dụ 9 giờ em bé ngủ thì để khi đến 9 đến 10 giờ chẳng hạn, đến 10 rưỡi mà em bé y ọ tỉnh dậy thì vẫn cứ để trong võng và du ngủ tiếp. Còn nếu mà cởi võng ra mà để cho em bé xuống chơi thì em bé sẽ rất là quấy, vì các bạn cũng hiểu rồi, em bé mà ngủ chưa đủ giấc thì các em bé rất là hay quấy, nên là phải biết rằng các em bé thì cứ phải để cho ngủ đủ giấc. Bây giờ tầm 6 7 tháng này thì trẻ em thường ngủ một ngày là nhầm là từ 14 cho đến 17 tiếng một ngày, cả đêm lẫn ngày. Một ngày thường là ngủ 3 giấc, giấc sáng, 3 giấc ngắn, một giấc sáng, một giấc chiều rồi đấy. Thì đấy, như em bé của mình thì buổi sáng là sẽ ngủ từ tầm 8 rưỡi 9 giờ cho đến 11 giờ hơn. Xong bắt đầu chiều thì khi trưa ăn bột xong thì bé chơi khoảng 2 giờ bé ngủ một giấc, 2 giờ 2 rưỡi bé ngủ một giấc đến 5 giờ, hơn 5 giờ đấy, đấy là hai cái giấc chính của bé ban ngày. Thế thì một ngày thì mình cũng nhé, khi mà em bé ngủ thì mình bắt đầu đi làm việc của mình, thì mình biết cái cứ ngơ ngủ của em bé rồi. Khi cho em bé lên võng thì mình sẽ buộc võng lại để khi em bé có tỉnh giấc sớm thì cũng sẽ không trèo và lộn ra ngoài. Nên là mình đi làm những cái việc của mình từng ngày. Hôm nay mình sẽ ghi lại cái việc làm từng ngày của mình cho các bạn xem, những cái thú chơi của mình hàng ngày. Để thấy rằng là chăm một đứa trẻ cũng không khó, vì khi hiểu được quy luật của nó ấy, thì mình vẫn có thể làm được những việc của mình thích mỗi ngày. Vì những cái khoảng thời gian ngủ đấy là mình có thể vẫn như mình, là vẫn chơi cây cảnh, vẫn chơi chim, chơi thú và vẫn chăm sóc chúng nó rất là chu đáo mà không bị bỏ bê cái gì cả. Buổi chiều khi em bé ngủ cũng vậy, mình cũng có thể làm được những việc của riêng mình. Thế bây giờ mình sẽ ghi lại cái thời gian một ngày mình sẽ làm, một ngày trong dịch không đi làm thì ở nhà sẽ làm gì nhé. Chào các bạn. Đây, 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 đây là con. Đây mà, chào, chào mọi người đi. Chào cái con, chào mọi người nha. Mọi người xem video nhớ đăng ký cho bố con cháu nha. Bây giờ là 9 giờ sáng và cũng như mọi ngày là bé sẽ bắt đầu đi ngủ. Thì hôm nay mình sẽ quay clip về cách ru bé ngủ một cách nhanh nhất cho mọi người.
Hôm nay mình sẽ quay clip về cái việc làm thường ngày của mình. Mình sẽ rút ngắn lại để cho mọi người hiểu được rằng là chăm con cũng không ảnh hưởng nhiều đến đến những cái việc của riêng mình. Đấy, thì khi mà Du được bé ngủ rồi thì mình sẽ buộc hai cái cánh võng vào như thế này. Đấy, buộc hai cái cánh võng vào như thế này để rằng là khi mình phải làm việc ở dưới tầng ấy thì em bé sẽ, nếu em bé có dậy trước cái giờ bình thường thì em bé sẽ không trèo được ra khỏi võng để ngã, thì em bé vẫn nằm trong võng. Và nằm trong võng thì một lúc em bé cũng ngủ thôi. Nhưng mà khi tỉnh dậy đa phần em bé sẽ khóc, thì mình sẽ lên để du tiếp nếu mà dậy trước giờ đó. Còn đúng giờ thì mình cũng đã làm xong việc của mình rồi, thì mình cũng đã lên đây và làm đọc sách hay là làm những việc gì ở trong phòng này và đợi bé dậy thì bắt đầu lại cho ăn sữa và chuẩn bị bữa trưa cho bé. Thì một ngày bình thường sáng dậy đánh răng rửa mặt cho bé ăn sữa cho bé ngủ rồi đi làm việc của mình, cũng thật sự là chả không ảnh hưởng gì lớn, là không cảm thấy là nó quá phức tạp như bình thường khi mà mình chưa có con mình nghĩ. Và đây là công việc hàng ngày của mình. Đấy, một ngày mình dậy vào buổi sáng thì đầu tiên là mình sẽ cho các con pet cưng của mình ăn. Đấy, mình nuôi rất nhiều pet cưng, có đến mấy chục loài cơ. Thì đây là hai con chích cồ hay còn gọi là chim xích. Thì hai con này là mình đang nhốt riêng để, đây là cặp này là để đẻ, cặp này nó đang chuẩn bị đẻ, thì nhốt riêng lồng. Vì chích cồ này mà nếu mà nhốt chung thì chúng sẽ không đẻ, vì bản tính của chúng ở ngoài môi trường tự nhiên là cũng có lãnh thổ rồi, chúng sợ con khác ăn trứng nên chúng không đẻ. Còn bên này là cặp đôi gà rừng, đôi gà rừng mình cũng nhốt vào đây để cho đẻ, vì khi mà nhốt chung một cái chuồng lớn kia thì khi đẻ cũng bị những con khác nó hay mổ mất trứng, với lại nó đẻ trên cao khi nó dăm con nó cũng hay rơi xuống, khi nó nở con hay rơi xuống hồ bị cá xấu loạn mất. Ở đấy, sau đấy thì mình sẽ đi lấy thức ăn để cho kỳ đà. Kỳ đà thì mình mua những cái thịt thừa ấy, thịt tật từ các thứ rẻ chợ ấy. Người ta bán và mình thái ra thành từng miếng xong để ngăn đá. Thường là mình cứ gói khoảng 3 đến 5 miếng một bữa để cho ăn. Thường thì ví dụ như thức ăn của hôm nay thì tối trước mình đã cho lên ngăn mát rồi để cho nó giã, tự giã đông. Hôm nay là vì hôm qua mình cho nó ăn con chuột mình bẫy được nên là mình lại không quên không cho lên ngăn mát giã đông, thì bây giờ mình phải giã bằng lò vi sóng. Đấy, thì sau khi đang giã đông thì mình sẽ về đằng sau để cho gà ăn. Đấy, mình có một cái sân đằng sau này để chơi cây cảnh, uốn tỉa cây cảnh, trồng rau. Thì mình sẽ cho đàn gà, đây là đàn gà thịt của mình, ăn uống nước. Và nếu mà là một ngày khô hạn thì mình sẽ tưới cây, nhưng hôm nay thì trời rất là mát mẻ và cũng mới mưa xong nên không phải tưới cây, nên mình chỉ chăm gà thôi. Đấy, tưới nước cho gà ăn uống đầy đủ, rồi bắt đầu thả đàn chó ra cho nó đi vệ sinh. Mình cũng rất là quý khuyển. Khuyển thì mình nuôi rất nhiều dòng rồi, nhưng mà toàn dòng lớn thôi. Đợt này mình cũng bận nên là không chơi chăm được dòng lớn, thì bây giờ mình cũng nuôi một số dòng nhỏ như là Phú Quốc,
hay là chó bọ, cứ người nào cho là mình sẽ mang về mình nuôi vì mình rất là quý chúng. Bọn nó chó nhà mình rất là thân thiện, nhà mình nếu tính phải đến chục con chó đấy. Ở đây mình đã nuôi 4 con này, 5 con, một con thì đang ở trên nhà. Thế thì khi sau khi thả chó đi vệ sinh uống nước thì cãi nó chơi, mình sẽ vào lấy cái thịt giã đông ra đấy, để mang ra để cho kỳ đà ăn. Khi mà và mình sẽ thái một ít thịt, lấy ít thịt lạc để cho chim phượng hoàng. Mình có nuôi 3 con phượng hoàng từ nhỏ lên. Chim phượng hoàng rất là đẹp, nó là một loài chim rất là khôn, một loài thuộc họ hàng nhà quạ nhưng mà lại có sắc đẹp của loài chĩ, nên là màu sắc của chúng rất là sặc sỡ. Nhưng mấy cái con của mình thì mình nuôi từ nhỏ lên thì đến bây giờ, hiện tại bây giờ thì nó vẫn đang ra lông, thay lông lên là nó chưa được đẹp nhưng mà rất là khôn. Mỗi lần cho ăn thịt thì chúng còn biết giấu thịt đi để ăn dự trữ trong ngày cơ. Hôm nào mình sẽ làm cái clip quay về cái độ khôn của những cái con chim phượng hoàng. Đấy, đây là 3 con phượng hoàng đây này. Nó cũng đang ra lông nên là nó chưa được đẹp lắm. Thì mới nữa mình sẽ làm một cái clip riêng về cái tính khôn của loài phượng hoàng này, cũng như kiểu là cái câu chuyện con quạ thả đá vào vào bình chứa nước để đầy lên để quạ uống đấy. Thì đấy chính là con này nó cũng có cái sự tinh tranh như vậy đấy. Thì xong rồi đấy, mình sẽ cho ở đây là chuồng này có chích cầu này, gà nước này, chĩ này, rồi các loại chim này, và ở dưới là cá sấu, rùa với một số loại khác ăn. Xong rồi đấy, thịt nó nguội rồi thì mình sẽ cho con kỳ đà ăn. Đây là một con kỳ đà đầu vàng, được một người em bắt, vô tình bắt ở thiên nhiên và tặng. Mình nuôi vì mình rất là thích nuôi động vật, nhưng mà mình lại không bao giờ, nhưng lại không giết thịt động vật, kể cả con gà. Để mà mình nuôi một con gà mà mình cắt tiết, nếu mà buộc phải cắt tiết thì một năm chỉ cắt tiết đúng một con, là vào ngày rằm tháng giêng thì các thầy bảo là phải tự cắt tiết con gà của mình xong rồi thắp hương để xem chân thôi. Chứ còn mình không giết thịt từ động vật, mình rất quý chúng nó. Thế thì đấy, cho kỳ đà một bữa là ăn khoảng 3 miếng thịt đến 5 miếng. Nó ăn xong thì vào bắt đầu cho chim phượng hoàng ăn cám rồi thì bây giờ thái thịt ra để cho phượng hoàng ăn. Đấy, thái thịt thành miếng nhỏ thì để cho phượng hoàng ăn. Nhưng mà hôm nay vì cái video này cũng khá là dài rồi nên mình không thể quay riêng được, không thể quay được cái độ khôn khéo của những cái con phượng hoàng này, nên là video sau mình sẽ làm một cái video riêng về cái sự khôn ngoan của loài phượng hoàng này cho các bạn thấy nó khôn ngoan như thế nào. Còn hôm nay thì mình chỉ quay video sơ qua về một ngày mình sẽ làm gì thôi, cho những con vật ăn như thế nào thôi, chứ không thể quay những cái đặc tính của từng loài được. Nhà mình còn nuôi rất nhiều loại khác, ví dụ như là chăn này, đấy, rắn này, rùa này, sóc này, các loại cá này, rất nhiều loài. Mình có loài gì mình cũng nuôi. Mình thích nuôi động vật, thích chơi với chúng. Thế thì
Sau khi thái thịt cho cái loài phượng hoàng này ăn thì mình sẽ bắt đầu vào xem chuồng sóc, nếu mà nó hết nước hoặc là nó hết thức ăn thì mình sẽ cho nó ăn, còn nếu mà nó ăn rồi nó đi ngủ rồi thì mình sẽ đẩy yên cho nó đi ngủ. Xong rồi mình vào để kiểm tra nước và thức ăn cho các lồng chim. Đây là lồng con chim khuyên mình cũng nuôi từ nhỏ, từ khi mới ra ràng lên, nên là bây giờ thì chú đang thay lông. Thì mình cho nước vào cho chú uống và dọn phần đáy lồng cho nó sạch sẽ, rồi cho thêm nước vào để cho chú tắm, ngày nào cũng phải cho chú tắm vì đang thay lông thì nó cũng rất cần tắm. Thì lông của mình thì mình làm nó cũng cẩn thận, ở dưới thì mình cũng cho hết đế giấy rồi, nên là khi mà mình bỏ ra thì nó cũng nhanh gọn, thì được gấp lại, phân không bị rơi ra ngoài. Đấy, xong rồi dọn đi thôi. Đấy, cứ như thế thì một ngày làm việc trong cái thời gian mà bé ngủ thì làm rất là nhanh. Đấy. Thì khi mà dọn xong lồng chim các thứ này thì xem là cho thêm thức ăn vào cho chú. Khi có hoa quả thì cho chú ít hoa quả để cho nó được đủ chất. Đấy, xong rồi sau khi mà lồng chim đã được chăm chút chu đáo thì mình bắt đầu quay sang mấy cái bể cá. Mấy cái bể cá của mình, nhưng nhớ là ngày nào thì cũng phải cho chim nước để nó tắm, vì chim rất thích tắm, tắm thì nó mới đẹp được. Thì khi tắm xong thì mình sẽ đi sang mấy cái bể cá để xem mình có nuôi một số loài cá, và ở đây có một con cá sộp đột biến, nó giống rất giống con rồng. Mình cũng đã làm một cái clip quay về cái con cá sộp này, nếu các bạn muốn tìm hiểu thì hãy xem ở trong YouTube của mình. Cho chúng ăn vài con dế, xong rồi xem bể thủy sinh xem là cần thêm nước hay là cái gì hay không. Đây là cái bể thủy sinh mà mình cũng tự tay mình tạo, phong cách sói cô độc, một con sói đang hú ở trên một tảng đá trong rừng. Đấy. Xong rồi khi mà các loài ăn xong rồi thì mình bắt đầu xịt nước để dọn. Đấy, dọn sạch, vì bình thường nuôi những con chim này mà không dọn thì nó cũng rất là hôi, nên là buổi sáng là ấy là dọn, là mình có cái vòi xịt rửa xe thì mình dọn sạch hết tất cả các chuồng trại của chim, gà, thì đà và các loài này là mình sẽ dọn sạch sẽ. Xong rồi rửa chân tay, nghỉ ngơi, rồi lên chơi với con. Lúc đấy thì mình có thể xem điện thoại hay là đọc sách. Đợi đến khoảng tầm hơn 11 giờ thì con dậy. Con dậy thì nếu mà khoảng 11 giờ con dậy sớm thì mình sẽ pha khoảng 60 ml sữa đến 100 ml đấy cho con uống. Thường là mình chỉ pha 60 thôi để cho con uống, xong rồi để khoảng 12 giờ thì sẽ cho con ăn bột, thế là hết một buổi sáng. Các bạn thấy buổi sáng của mình thế nào? Các bạn hãy để lại phần bình luận dưới video này nhé, và hãy nói cho mình biết rằng là một buổi sáng các bạn làm những gì trong cái mùa dịch này. Đấy, đấy là một buổi sáng của mình. Còn buổi sáng của các bạn thì sao?
Thôi xin chào các bạn nhé. Mình phải lên với con nhỏ đây. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất và vững tin sức, đầy nhiều sức khỏe để vượt qua cơn đại dịch này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.